Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với phần 80 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, Tần Vũ lặng yên không một tiếng động, ẩn mình trong hố đất lõm xuống ở trên bình nguyên. Nhưng dựa vào thần thức nhạy bén, trong phạm vi trăm dặm này, mọi dao động dù rất nhỏ cũng đều hiểu rõ như trong lòng bàn tay. Từ vài cái sinh mệnh khí tức đang không ngừng tới gần kia, Tần Vũ bỗng nhiên cảm giác được, xem ra khí tức hùng mạnh đó có hơi kỳ lạ, làm cho người ta có một loại cảm giác cuồng dã, hung mãnh. Trong lúc hít thở, khi thì rất dài, lúc thì rất ngắn, hoàn toàn không có quy luật gì. Lúc này Tần Vũ tâm cơ vừa động, có chút kinh ngạc thốt lên. Chẳng lẽ... Còn đang nghi hoặc, một tiếng dã thú phẫn nộ gầm giống lên, vang vọng toàn cả thảo nguyên. Cách đó không xa, từng đám lớn hỗn độn khí chen lẫn từng tia sét chớp lòe như cơn gió lốc cuồn cuộn quét tới. Thật là lợi hại. Tần Vũ ánh mắt trợn trừng, thuộc tính lôi phong nguyên tố trong vật chất hỗn độn này so với nước lửa sơn trạch càng thêm khó khăn. Chính là bởi vì gặp bình cảnh như vậy, Tần Vũ mới buông bỏ việc bế quan ở đáy biển, không nghĩ tới bây giờ lại tận mắt nhìn thấy bậc cao thủ nắm giữ khống chế lôi phong nguyên tố tại đây. Mà với bản lĩnh diễn hóa hỗn độn như thế, Tần Vũ tự biết là mình không theo kịp. Tại phía trước cơn cuồng phong hỗn độn, bỗng nhiên xuất hiện ba cái thân ảnh mờ ảo, có hai người nam nữ trẻ tuổi, trên người mặc quần áo tinh chế bằng da thú, trên mặt toát ra thần sắc kinh sợ, đang liều mạng tuôn chảy. Mà ở phía sau hai người, một trung niên đại hán ước chừng 50 tuổi, trong tay cầm một thanh trường kiếm to bản, đen như mực, xem ra trọng lượng ít nhất cũng tới 300 cân. Trên gương mặt gân guốc lộ ra vẻ phẫn hận vô cùng, lớn tiếng nói: "Chạy mau, các người mau chạy mau!" Phía sau cơn gió lốc hỗn độn không ngừng cuốn tới gần, trung niên đại hán nọ chợt thả bước chậm lại, lột bỏ quần áo, giơ trường kiếm đen như mực hoành ngang ở trước ngực, xem ra tựa hồ muốn đưa ra một kích chí mạng, nhưng hiển nhiên mục đích là để tranh thủ thời gian cho nam nữ trẻ tuổi kia kịp thời chạy trốn. "Phụ thân, người mau trở lại!" Trên mặt nữ tử trẻ tuổi, nước mắt đã doanh tròng, thanh âm gào lên đã khản giọng, còn nam tử kia lại nắm chặt lấy cánh tay của nàng, nhắm hướng bắc liều mạng chạy trốn. Giữa cơn cuồng phong bão táp hỗn độn, những tia chớp lập lòe, những luồng gió sắc bén mãnh liệt không ngừng cắt xé trên đồng cỏ cuồn cuộn quét tới, kéo dài trên mặt đất, tạo ra những hố sâu dài hàng trượng. Trung niên đại hán kia phẫn nộ hừ một tiếng, trong ánh mắt hiện lộ thần sắc thấy chết không sờn, trường kiếm giơ cao khỏi đầu, kiếm phong ảm đạm không màu sắc chợt phóng ra, từng tia vật chất hỗn độn cũng không dễ dàng phát hiện, đột nhiên bổ xuống, hung hăng thích mạnh vào giữa cơn lốc cuốn. Thế nhưng phong lôi nguyên tố chất chứa trong cơn gió lốc lại ầm ầm nổ mạnh xé toạc ra, những tia chớp kia to như miệng bát, răng như tơ nhện che kín cả bầu trời, dùng phương thức bịt kín không kẽ hở oanh tạc mỗi một tấc không gian. Chẳng qua tinh vực không gian này từ trong vũ trụ nguyên thủy khai sinh khai sáng ra, hiển nhiên phải ổn định hơn rất nhiều, năng lượng oanh tạc mãnh liệt như thế vậy mà lại không có kích lên tạo thêm một tia gợn sóng nào ở trên mặt phẳng không gian này. Trung niên đại hán theo bản năng giơ kiếm đón đỡ, nhưng vẫn là không thể ngăn chặn hoàn toàn được tia chớp, toàn thân tức thì cảm thấy một trận đau đớn thấu tim gan, cả người bị bắn ngược ra ngoài. "Phụ thân!" Nữ tử thấy thế cơ hồ ngất đi, phát ra một tiếng kêu vô lực, ngã nhào trên mặt đất, trong đôi mắt nước mắt giống như những hạt châu tuôn tràn đầy mặt. Nhìn dáng nữ tử thương tâm rơi lệ, nam tử trẻ tuổi kia cũng đau lòng xót dạ, hùng hãn cắn chặt hàm răng rít giọng nói: "Ở đây đợi ta, ta sẽ đi cứu đại thúc thúc." Cơn gió lốc hỗn độn bị nổ tan, một thân ảnh khổng lồ dần dần hiện rõ lên. Tần Vũ thấy một màn như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhận định đây tuyệt đối không phải nhắm vào mình mà tới, đồng thời cũng chứng thực phán đoán của mình. Quả nhiên là thế, có điều tên gia hỏa thân thể to lớn như vậy cũng không dễ đối phó, đại hán kia sắp bị tai họa rồi. Chỉ thấy đứng ở trước mặt đại hán chính là một con ma thú hình thể vô cùng to lớn, thân cao hơn 10 trượng, thân gấu đầu mãng xà thật lớn, chỉ riêng bàn tay móng vuốt kia đã to bằng miệng giếng, toàn thân đều bao phủ vật chất hỗn độn mịt mờ dày đặc.
Tần Vũ trong lòng thừa biết ma thú ở đây đều là từ khi sau khi khai sáng vật chất hỗn độn còn sót lại ở trong không gian, hấp thu tinh hoa của thiên địa tầm bổ mà trưởng thành. Cho nên chúng nó lĩnh ngộ đối với vật chất hỗn độn thậm chí so với nhân loại còn muốn tinh thâm hơn. Điều đó cũng không có gì kỳ quái. Trung niên đại hán kia hiển nhiên cũng biết vận dụng vật chất hỗn độn để tiến hành công kích, nhưng tự hồ cũng không hiểu rõ những nguyên tố hình thành sau khi hỗn độn diễn hóa, dưới một kích liền hoàn toàn bị đánh cho tan tác. Đại thúc, người sao rồi? Nam tử trẻ tuổi bước nhanh tới, rồi vội vàng nâng trung niên đại hán dậy. Trung niên đại hán miệng phun trào máu tươi, cả người đều bị tia chớp đánh thành cháy đen, run run giọng nói: Hai tử, mang Linh Nhi đi, ta ngăn cản xúc sinh này. Đại thúc, xúc sinh này để ta tới thu thập, Linh Nhi cũng không thể không có phụ thân. Trong mắt nam tử trẻ tuổi lóe lên một cỗ quang mang kiên định, nắm chặt thanh trường kiếm to bản đen như mực kia, tiếp đó đứng thẳng thân mình đối mặt với ma thú thân gấu đầu mãng xà kia, hét lớn: Xúc sinh, bổn đại gia hôm nay không làm thịt ngươi không được. Ma thú kia tự hồ có thể nghe hiểu ngôn ngữ loài người, hai mắt to như quả chuông đồng hung hăng chợt lóe. Vật chất hỗn độn từng trận cuồn cuộn tuôn tới, diễn hóa thành một luồng năng lực sấm chớp, giống như xé nát hư không, phát ra tiếng rít sắc nhọn phá không mà đến. Nam tử trẻ tuổi ấy tuy rằng không có trầm tĩnh như trung niên đại hán, nhưng khống chế lực lượng hỗn độn hiển nhiên phải cao hơn một bậc. Kiếm phong vừa chuyển, trên mũi kiếm tự hồ ẩn chứa một cỗ sức hút vô hình, khiến cho vật chất hỗn độn rải rác mắt thường không nhìn thấy từ bốn phía trong hư không kia đều cấp tốc bị thu hút lại. Ở quanh kiếm phong hình thành một khối vũ khí mịt mờ mờ ảo. Điều ấy lại làm cho Tần Vũ có phần nghi hoặc, vật chất hỗn độn có thể diễn hóa thành bất cứ loại nguyên tố gì, mà bản thân hỗn độn lại có thể tạo nên bất kỳ hiệu quả công kích nào. Và chỉ trong khoảnh khắc, nghi vấn cũng được giải khai. Đám hỗn độn khí ấy trên thanh kiếm phong kia hướng tới trước ngăn chặn đường tiến công của luồng sấm chớp, mà vừa chạm đến đám vật chất hỗn độn, chỉ trong nháy mắt cơn sấm sét ấy bỗng nhiên tan biến mất, tựa hồ bị đám vật chất màu xám kia xung hợp hoàn toàn. Còn bản thân vật chất hỗn độn đối với lực lượng diễn hóa ra vẫn sẵn có tác dụng áp chế như trước. Con ma thú há miệng kêu một tiếng, mở rộng cái mồm to như chậu máu, giữa khoảng trống đan sen dày khít những cái răng nhọn hoắt, chợt xuất hiện một vật hình cầu đỏ như máu, quang hoa ảm đạm giống như ẩn chứa ngọn lửa muôn trượng. Nam tử trẻ tuổi giật mình kinh hãi kêu to: Không xong! Trực giác của bản năng khiến cho hắn không kịp suy nghĩ đã nhảy vọt tránh ra xa. Chỉ thấy ma thú phát ra một tiếng gầm trầm nặng, vật thể hình cầu đỏ như máu bắn tung ra. Tuy rằng đường kính chỉ có không đến một thước, nhưng nện lên trên mặt đất lại giống như vẫn thạch từ trên trời rơi xuống. Tức thì nổ lên một trận động đất rền vang, liền sau đó vật thể hình cầu ầm ầm nổ bùng lên, vầng sáng màu đỏ sậm phóng vút lên cao, cơ hồ làm cho những đám mây bay trên trời đều bị đánh tan đi. Chỉ chốc lát sau, bụi cát bay vần vũ dần dần hạ xuống tiêu tán đi, toàn bộ địa hình trên mặt đất đều đã hoàn toàn bị biến đổi. Cách đó không xa, nam tử trẻ tuổi thân hình phủ đầy cho bụi ngã quỵ trên mặt đất, trước ngực rõ ràng đã tuôn đầy huyết nhục mơ hồ, xem ra hắn đã không đứng lên nổi nữa rồi. Đại thúc, đại thúc! Nam tử trẻ tuổi ấy còn đang ngượng kêu lên một tiếng một cách khó khăn, còn trung niên đại hán lại rơi xuống một cái hố, chỉ ló lên nửa thân mình bên ngoài, hai mắt khép hờ, tựa hồ đã ngất xỉu đi. Lúc này ma thú to lớn kia hai tay hung hãn đập vào ngực ầm ầm gào lên một tiếng, tựa hồ vì đã công kích mãnh liệt như thế vẫn không giết được hai người mà phẫn nộ, bất thình lình bổ nhào tới, trong ánh mắt đục ngầu lộ ra sát ý khát máu. Nam tử trẻ tuổi nhìn thấy ma thú hướng phía trung niên hán tử phóng ngào tới, trong lòng kinh sợ vạn phần, muốn xông lên ngăn cản lại đành chịu lực bất tòng tâm, hai chân như bị chôn chặt dưới lòng đất không thể nhúc nhích được chút nào. Trong ánh mắt đau khổ kia toát ra đầy vẻ phẫn hận không cam lòng: Xúc sinh, cút ngay cho ta! Đúng lúc này mặt đất ầm ầm rung động, một tảng đá cực lớn giống như ngọn núi nhỏ đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên chặn ngang trước mặt của trung niên đại hán. Ma thú kia hiển nhiên có chút bất ngờ không kịp phòng bị, toàn thân đã đụng mạnh vào ngọn núi nhỏ kia, phát ra tiếng vang trầm động. Tảng đá vậy mà đã bị đụng nứt vụn hơn một nửa, từ trong chỗ hổng vật chất hỗn độn màu xám không ngừng tuôn trào ra.
một bóng người lặng lẽ từ phía sau tảng đá nứt dạn bước ra, dần dần xuất hiện trong tầm mắt của nam tử trẻ tuổi. Thần sắc Tần Vũ hơi ngưng trọng, nhìn nhìn ma thú kia ngã trên mặt đất đang lăn lộn quằn quại không ngừng, thở phào một hơi. Xem ra phương pháp ta vận dụng vật chất hỗn độn vẫn còn có thiếu sót rất nhiều, bằng không chỉ dựa vào ngươi, tên xúc sinh này lại làm sao có thể đụng vỡ được tảng đá đây. Tần Vũ mới vừa rồi sử dụng hỗn độn diễn hóa ra nguyên lực núi đá, chẳng qua đối với mức độ phòng ngự vẫn còn rất nhiều thiếu hụt, chưa đủ lực. Nhìn thấy Tần Vũ, nam tử trẻ tuổi giống như gặp cứu tinh, lớn tiếng nói: "Ân nhân cứu mạng." Tần Vũ mỉm cười thản nhiên nói: "Yên tâm đi, nếu không cứu ngươi ta cũng sẽ không nhảy vào dòng nước đục này đâu." Nói vừa xong, ma thú kia đã phẫn nộ bò dậy, trong hai mắt tràn đầy gân máu, răng nanh thật dài lộ ra khóe miệng, xem ra nanh ác dị thường. Thế nhưng Tần Vũ nhận thấy thực lực của con ma thú này so ra còn không bằng từ cực tinh sứ giả kia, có điều trên phương diện khống chế vật chất hỗn độn thì lại cao thâm hơn rất nhiều. Một con ma thú mà lại có thực lực như vậy quả thực có chút không thể tưởng tượng. Tại trong vũ trụ này tựa hồ bất cứ sự vật gì cũng đều cao hơn Hồng Mông vũ trụ một tầng. Tần Vũ mặt hơi biến sắc, từ trong tay áo rút ra Tử Vân Kỳ ra. Lúc này con ma thú kia đang định đánh úp về phía Tần Vũ, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng áp bức cực kỳ mãnh liệt. Thân thể khổng lồ của nó dường như không còn nghe lời sai khiến, giám sát trên mặt đất, cảm giác khó mà nhúc nhích chút nào. Tần Vũ ánh mắt lạnh như băng nhìn nó, điềm nhiên nói: "Hôm nay mượn ngươi để tế Tử Vân Kỳ này của ta." Mặt cờ vũ động tức thì nổ lên tầng tầng lớp lớp vật chất hỗn độn tối đen như mực. Tử Vân Kỳ trải qua Tần Vũ cải tạo triệt để, vật chất hỗn độn ẩn sâu dưới đáy biển kia có lực lượng áp chế càng hùng mạnh, và lại còn có linh hồn lạc ấn, càng cảm giác thu phóng rất dễ dàng thoải mái. Trong nháy mắt, khí thể màu đen đã đem ma thú bao vây kín không một kẽ hở, mà nó lại không còn mảy may chút lực phản kháng nào. Tần Vũ ánh mắt nheo lại, vận dụng hỗn độn diễn hóa thành hỏa nguyên tố, ngọn lửa màu đen từ trong vật chất hỗn độn bốc lên, thế là toàn cả thảo nguyên đều vang vọng tiếng thét thảm thiết của con ma thú bị đốt cháy kêu gào. Tần Vũ cũng hơi sửng sốt trước lực lượng áp chế của Tử Vân Kỳ, có được một kiện bảo vật như thế này thì các trận chiến trong tương lai phần thắng cũng sẽ tăng thêm được một phần, tất nhiên là rất thống khoái. Thủ đoạn của Tần Vũ khi đánh chết con ma thú khổng lồ kia, nam tử trẻ tuổi ấy đều nhìn thấy rõ ràng trước mắt, trong mắt không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ cực kỳ. Thế nhưng điều khiến Tần Vũ cảm thấy ngạc nhiên chính là ma thú kia sau khi chết đi, hỗn độn khí tuôn tràn ra so với bình thường còn muốn dày đặc hơn vài phần. Hơn nữa tụ lại mà không tiêu tan, hình thành một cái viên cầu hỗn độn bằng cỡ nắm tay phiêu phủ ở giữa không trung. Lúc này phía sau Tần Vũ lại truyền đến tiếng rên rỉ, thì ra đại hán kia bị rơi xuống hố đã tỉnh lại. Tần Vũ vội vàng đưa hắn từ dưới hố lên, nhìn qua tự hồ cũng không có bị thương nhiều, chỉ bị gãy mấy cái xương đùi, chỉ cần tịnh dưỡng một đoạn thời gian là không có đáng ngại. Trung niên đại hán kia được nâng dậy, phản ứng đầu tiên lại không phải hướng Tần Vũ nói lời cảm tạ, mà là hai mắt nhìn chằm chằm vào khỏa hỗn độn đang chuyển động kia. Trên khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn đó lại hiện ra thần sắc hết sức kích động. Sau một lúc lâu, đại hán đó tự hồ mới giật mình tỉnh lại, nhìn Tần Vũ thật sâu, gắng gượng nói: "Ân nhân, ta Trác Tam Huyền dập đầu cảm tạ người." Đại hán nói xong quỳ xuống, Tần Vũ vội vàng đưa tay nâng hắn dậy nói: "Đại thúc, ngàn vạn lần đừng làm như vậy, tại hạ Tần Vũ cứu mạng người vốn là điều phải làm, không nên làm đại lễ như vậy, ngày trước hãy chăm sóc nữ nhi của ngài đi." Trác Tam Tuyền tự hồ lúc này mới ở trong mộng tỉnh dậy, kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới bên nữ tử trẻ tuổi. Lúc này nữ tử ấy hình như vì quá sợ hãi đã hôn mê bất tỉnh, cứ như vậy nằm trên mặt đất, trên khuôn mặt tái nhợt vẫn còn lưu lại hai dòng lệ. "Linh Nhi, người không sao đấy chứ, mau tỉnh lại đi." Đang không ngừng lay động, nữ tử trẻ tuổi tựa như lâm vào ngủ say, lại đánh thức thế nào cũng không có tỉnh lại. Tần Vũ khẽ nhíu mày thầm nghĩ, chẳng lẽ là bị ảnh hưởng của sức nổ mạnh mới rồi. Vốn định ra tay trị liệu, không nghĩ tới Trác Tam Tuyền hình như sớm đã có biện pháp. Hai tay chụp vào hư không một cái, một đám hỗn độn khí mong manh đã nằm trong bàn tay hắn. Trác Tam Tuyền gắng gượng ho khan hai tiếng, tựa hồ hết sức vất vả đem vật chất hỗn độn chít ở lòng bàn tay, tựa như có thể tự do khống chế nó, mà đám hỗn độn khí đó tán rồi lại tụ, tản mát ra quang mang màu xanh dịu dàng.
Ngay sau đó, Trác Tam Huyền đem vật chất hỗn độn đã diễn hóa đó từ huyệt thiên linh trên đỉnh đầu rót vào trong thân thể của nữ tử trẻ tuổi. Giờ khắc này, Tần Vũ cảm nhận được sinh mệnh trong cơ thể nàng ta dao động chợt mãnh liệt hẳn lên, không khỏi chấn động thầm nghĩ. Không ngờ vật chất hỗn độn có thể diễn hóa thành lực lượng sinh mệnh. Chỉ có điều người này từ hồ cũng không thuần thục đạo này, sử dụng hơi chật vật một chút. Quả nhiên, Trác Tam Huyền sau khi diễn hóa thành lực lượng sinh mệnh, cả người đều hư thoát xuống, mồ hôi đổ ra như mưa, không kiềm chế được ho khục khặc. Qua không bao lâu, nàng kia rốt cục cũng tỉnh lại, trước mắt nhìn thấy Trác Tam Huyền, trong ánh mắt biểu lộ niềm vui mừng khôn xiết, nước mắt lại không thể kiềm chế được tuôn trào ra. Trác Tam Huyền ôm chặt nữ tử trẻ tuổi vào lòng, khiến trên khuôn mặt già lão lộ ra một tia vui mừng, thở phào nói: Linh Nhi, chúng ta không việc gì rồi, về nhà thôi con. Lúc này, nam tử trẻ tuổi cũng khập khiễng bước tới, quay sang Tần Vũ chắp tay nói: Ân công, tại hạ Lý Bất Phàm, đa tạ ân công cứu giúp. Tần Vũ mỉm cười nói: Không có gì, ngươi không cần để tâm, nơi này cũng không phải là chỗ an toàn, hay là mau mau rời khỏi đi. Xem ra Tần Vũ cũng không muốn nghe những lời cảm tạ khách sáo này. Ánh mắt xoay chuyển, bỗng nhiên phát hiện viên cầu hỗn độn bằng nắm tay đó vẫn như trước không tản đi, không khỏi có chút kinh ngạc. Trác Tam Huyền gắng gượng đứng thẳng thân mình, chậm chậm hướng tới viên cầu hỗn độn, hai tay lanh lẹ điểm quanh hình viên cầu vài cái. Viên cầu hỗn độn đó tựa hồ ở trong phút chốc đã trở thành như một bộ phận của thân thể hắn. Sau khi xoay quanh vài vòng, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Trác Tam Huyền nhìn viên cầu hỗn độn trên khuôn mặt rầu không che giấu chút nào, thở dài một hơi nói: Ma thú tam cấp này là do ân công giết chết, vậy khỏa hỗn nguyên tất nhiên là thuộc về ân công. Nói xong, hai tay nâng viên cầu hỗn độn đưa tới trước mặt Tần Vũ. Tần Vũ trong lòng rất nghi hoặc, ma thú này tuy rằng đã chết nhưng lưu lại cái gì gọi là hỗn nguyên hình cầu hỗn độn, lập tức thầm dùng thần thức tra xét, lúc này mới phát giác bản chất của hỗn nguyên cực kỳ huyền bí. Tựa hồ sau khi trải qua diễn hóa nào đó đã hình thành một cái lực lượng mới lạ, một loại huyền ảo không thể dò tra được. Thế nhưng Tần Vũ đồng thời phát hiện trên khuôn mặt sầu khổ của Trác Tam Huyền lộ vẻ chẳng đặng đừng, trong lòng cũng đã hiểu được vài phần, nói: Ta nghĩ mấy thứ này đối với ta cũng không có tác dụng gì, không bằng cứ để cho đại thúc được rồi. Trác Tam Huyền cả người thoáng rung động, trong lòng hắn tựa hồ đập thình thịch khó hiểu nói: Ân nhân, đây chính là hỗn nguyên của ma thú tam cấp đấy, không những có thể dùng để tế luyện binh khí mà còn có thể tăng lên tu vi, cho dù là bán trong chủ thành cũng có hơn 1000 thần thạch, đây đúng là cái giá rất cao mà. Thần thạch? Tần Vũ trong lòng đã nghĩ cái này có thể chính là tiền tệ thông dụng ở đây, chẳng qua giá trị của nó thì không thể biết được. Có điều so sánh từ trong cái manh mối hữu dụng nhận được này, chính cái gọi là hỗn nguyên vậy mà có tác dụng tế luyện binh khí cùng tăng lên tu vi, không biết sau khi hoàn toàn luyện hóa thì đối với sự lĩnh ngộ vật chất hỗn độn có được sự trợ giúp nào hay không. Nếu như Tần Vũ lĩnh ngộ được hai loại nguyên tố thuộc tính lôi phong, như vậy một bộ phận thực lực cũng sẽ tăng lên rất lớn. Chẳng qua Tần Vũ nhìn ra hỗn nguyên của ma thú tam cấp này đối với Trác Tam Huyền có tác dụng trọng yếu nên mỉm cười nói: Đại thúc rất mong muốn nhận được khoản này không phải sao? Thật ra có lẽ đối với ta những cái này cũng không có tác dụng gì, không bằng giao cho người đi. Linh Nhi cơ hồ không tin tưởng điều mình vừa nghe, nhíu chặt đôi mày run giọng nói: Ân công nói thật sao? Lý Bất Phàm lắc lắc đầu, cắn răng nói: Điều này sao có thể, khỏa hỗn nguyên này vốn là do ân công đạt được mà. Tần Vũ nhìn sắc mặt kinh ngạc của Trác Tam Huyền thản nhiên nói: Ta nhận thấy các ngươi thực rất cần nó, một khi đã như vậy thì cầm lấy đi. Trác Tam Huyền bỗng nhiên quỳ xuống, trong hốc mắt đầy tơ máu, lớn tiếng nói: Trác Tam Huyền, ta đã tạ ân công hai lần cứu mạng. Tần Vũ có chút nghi hoặc, nhíu nhíu mày nói: Hai lần sao lại nói như vậy? Lý Bất Phàm thở ra một hơi dài, ánh mắt hạ xuống, cắn chặt hàm răng, nhìn qua có chút bi thương lại cực kỳ phẫn hận, trầm giọng nói: Có lẽ ân công ắt là từ tinh hệ khác truyền tống đến tận đây. Tà Phong Thành này chính là chủ thành lớn nhất của tinh hệ Thương Thần, trong đó cư dân đạt tới mấy trăm vạn, mấy ngàn năm qua đều cực kỳ hưng thịnh, phồn vinh. Thế nhưng từ khi có các giới loạn chiến cũng lan gần đến địa phương này, Tà Phong Thành cũng không biết từ khi nào có một cái quy định bất thành văn. Mỗi người mỗi tháng phải giao nộp 200 thần thạch để tiếp tế, tiếp viện cho loạn chiến. Nếu không giao đủ sẽ bị trục xuất khỏi Tà Phong Thành.
Tần Vũ ánh mắt trầm xuống hỏi: "Nói như vậy, các ngươi chính là người bị trục xuất sao?" Trác Tam Huyền trầm trọng lắc lắc đầu nói: "Hiện tại tuy rằng không phải, nhưng cũng không bao lâu nữa, ta đã không giao nổi số tiền nhiều như vậy, cho nên mới dẫn bọn hắn đến cánh đồng ma thú hoang vu này." "Nơi này nguy hiểm như thế, ngươi không sợ sẽ chết ở đây sao?" Trác Tam Huyền có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng: "Nếu như săn không được hỗn nguyên ma thú thì không thể giao nộp phí tiếp tế tiếp viện, chúng ta đây cũng sẽ bị trục xuất khỏi nơi này, chết cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi." Bên ngoài chủ thành này, cơ hồ ma thú ở khắp nơi, hầu như không có một chỗ nào an toàn cả. Nếu như bị trục xuất, vậy thì chẳng khác nào đặt chân vào lãnh địa của ma thú. Nếu không có thực lực sung túc cường đại, như vậy rất nguy hiểm đến tính mạng. Tần Vũ khe khẽ gật đầu nói: "Ta đã hiểu rồi, có điều sắc trời đã không còn sớm nữa, các ngươi hay là trước trở về thành đi thôi." Trác Tam Huyền vội hỏi: "Ân công, nếu từ tinh hệ khác truyền tống đến, vậy trước tới Hàn Xá ở lại vài ngày, chúng ta nhất định sẽ rất hoan nghênh chào đón ngài." Tần Vũ do dự một chút, ông xưa nay không muốn gây phiền toái cho người khác, nhưng lần này vì xâm nhập để hiểu biết về cái tinh vực được khai sáng này, liền dứt khoát đáp ứng. Điều này làm cho ba người đều vô cùng vui mừng. Trước mắt sắc trời đã không còn sớm, đỉnh núi xa xa che khuất nửa ánh trời chiều, hoàng hôn ngã dài trên mặt đất, kéo theo bốn cái bóng người thật dài. Đúng lúc bóng đêm vừa buông xuống, Tần Vũ theo Trác Tam Huyền đã tới ngoài cửa thành Tà Phong Thành. Nhìn qua toàn bộ thành trì, vì để phòng ngừa ma thú được phòng ngự rất công phu, tường thành cao tới 20 trượng có hơn, tất cả đều được xây dựng từ nham thạch cực kỳ cứng rắn. Bên tường thành lặng lặng đứng gần 500 tên thủ vệ, vọng khắc phân bố ước chừng hơn 100 cái, khí thế cực kỳ hùng vĩ. Hơn nữa, nghe Trác Tam Huyền giải thích, tại bên ngoài cửa thành còn khắc ấn trận pháp hỗn nguyên chuyên để khắc chế ma thú lớn nhỏ, không dưới 100 đạo. Bình thường, ma thú dưới ngũ cấp căn bản không thể tới gần nơi này. Qua Trác Tam Huyền dọc theo đường đi giới thiệu, Tần Vũ mới biết nơi này ma thú phân ra thành 10 cấp bậc. Bình thường xuất hiện trong vùng bình nguyên hoang dã, phần lớn là ma thú cấp thấp. Những ma thú đẳng cấp cao trên ngũ cấp này hoặc là bị cao nhân thuần dưỡng, hoặc là bị giết để luyện hóa. Mà ma thú cấp thấp muốn trưởng thành đến mức độ như vậy lại phải hao tốn thời gian rất dài, vì thế còn sống để trưởng thành rất ít. Có điều ngoài các thứ, Trác Tam Huyền còn nói cho Tần Vũ một cái truyền thuyết. Ngoài những đẳng cấp này, ma thú còn tồn tại 7 loại tối cao. Chúng nó là trực tiếp sinh ra và lớn lên trong hỗn độn, sinh sống trong vũ trụ không gian ở bên ngoài tinh hệ, có lực lượng tối cao không gì sánh được. Dựa theo hiểu biết của Tần Vũ, 7 loại ma thú này có thể là do vũ trụ nguyên thủy thai nghén mà sinh ra, sinh sống ở bên trong vũ trụ hỗn độn nguyên thủy. Mà vũ trụ nguyên thủy này là không có ranh giới, cho nên trong lòng Tần Vũ, những truyền thuyết đó có vẻ cũng không thực tế cho lắm. Ngoài ra, Tần Vũ cũng không muốn hỏi quá thẳng thừng, tránh để cho người khác phát hiện ra ông là địch nhân ở bên ngoài tới. Chẳng qua tùy tiện hỏi vài câu cũng đã đại khái hiểu được nơi mình đang ở thuộc về một trong tinh vực được gọi là tinh hệ thương thần, mà khỏa tinh cầu này chính là chủ tinh của toàn bộ tinh hệ. Chỉ có một thành trì, nhưng thành chủ ở đây lại nắm trong tay toàn bộ quyền lợi của tinh hệ thương thần. Sau khi đi qua hơn 10 trạm kiểm soát bố trí phòng vệ của trọng binh, Tần Vũ theo Trác Tam Huyền đi tới cửa thành. Chỉ thấy một đại hán toàn thân mặc khôi giáp màu xám cho đang ngồi một bên cái bàn đá. Trên mặt bàn đặt một mảnh băng màu đen thật dài, trên mặt khắc chi chít vô số tên tự nhìn không rõ, mà mấy chục tên binh sĩ vây quanh hắn, có thể thấy chức vị của hắn không tầm thường. Nghe Linh Nhi giới thiệu, Tần Vũ mới biết nơi này gọi là cửa ải qua thành. Chủ thành sẽ phát cho mỗi người một thông điệp để ra vào thành, mà nơi đây chính là để kiểm tra thông điệp và thiết trí trạm kiểm soát. Dựa theo lời Trác Tam Huyền, nếu khi bị trục xuất, thông điệp sẽ bị thu lại, người sẽ không thể tiến vào trong chủ thành cũng như trong các thành thị khác của tinh hệ. Có điều, kiến tạo những trạm kiểm soát này vốn lúc đầu chính là để phòng ngừa người bên ngoài xâm nhập từ các vũ trụ khác tiến vào. Tà Phong Thành là chủ thành của tinh hệ thương thần, cư dân đông đúc nhất, quyền lợi của thành chủ cũng là tối cao, nắm giữ toàn bộ các thành thị hơn 100 tinh cầu của tinh hệ thương thần cùng với hơn 1.000 cái tinh cầu không người quản chế. Chẳng qua lúc này lại làm cho Trác Tam Huyền mắc phải khó khăn, bởi vì Tần Vũ không có thông điệp cho nên không thể tiến vào trong thành. Thế nhưng Tần Vũ cũng không có tỏ vẻ quá khẩn trương, bình tĩnh nói: "Yên tâm đi Trác đại thúc, các ngươi vào trước đi,
đợi lát nữa ta tự nhiên có biện pháp. Đối với bản lĩnh cao siêu của Tần Vũ, chắc Tam Huyền không có chút hoài nghi, chợt từ trong cổ tay áo lấy ra ba cái thông điệp tử kim sắc, trình cho đại hán mặc khôi giáp phía trước thẩm tra. Đại hán kia sau khi hỏi chỗ ở và tiến hành định vị tính mạng, dò trên mảnh băng màu đen kia tìm cho được tên của ba người, lúc này mới để cho bọn họ đi vào. Điều này lại làm cho Tần Vũ hơi cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ nơi này thật sự bị quấy nhiễu bởi loạn chiến? Thế nhưng loạn chiến này đến tột cùng là cái gì cũng không thể biết được, xem ra thế nào cũng phải từ trên người Trác Tam Huyền này điều tra cho rõ mới được. Đợi cho ba người đi vào một hồi lâu, Tần Vũ mới không chút hoang mang ẩn tàng khí tức, trầm tư một lát, bỗng nhiên đạp một bước đã biến mất vô ảnh vô tung. Trong vòng thời gian cháy nửa nén hương, địa hình nơi này và mức độ phòng ngự Tần Vũ đã tra xét rõ như lòng bàn tay. Có thể nói cả tòa Tà Phong Thành này đều ở trạng thái hoàn toàn bị phong bế, cũng chỉ có một cái cửa thành này dùng để ra vào, tuyệt đối có thể dùng phòng thủ kiên cố để hình dung. Hơn nữa, binh lính từ nơi này có thể thông qua khí tức mà nhận biết được tu vi của bọn chúng, cộng thêm vào năng lực lĩnh ngộ vật chất hỗn độn, thực lực ít nhất là trên đẳng cấp kim tiên. Nếu như để cho mấy ngàn tên kim tiên nhằm vào mình đồng loạt oanh kích, cho dù là Tần Vũ muốn toàn thân trở ra, đó cũng là điều tuyệt đối không có khả năng. Chẳng qua Tần Vũ nên muốn tiến vào trong thành nội lại cực kỳ dễ dàng. Ở trong Tử Cực Tinh, Tần Vũ đã lĩnh ngộ được vài phần năng lực pháp tắc, huống hồ không gian này chỉ là do con người khai sáng ra, pháp tắc trong đó cũng không huyền ảo khó hiểu, không thể nắm bắt giống như vũ trụ nguyên thủy. Vì thế Tần Vũ tuyệt đối có thể hoàn toàn nắm trong tay năng lực không gian tại nơi này. Hơn 1000 tên binh sĩ, không một người nào phát hiện được khí tức của Tần Vũ. Chỉ trong nháy mắt, Tần Vũ đã lọt vào bên trong Tà Phong chủ thành. Đợi đến khi đi sâu vào bên trong chủ thành kia một lúc, tiếng động huyên náo như trời long đất nở ào ào cuốn đến. Tần Vũ rất là ngạc nhiên, phóng tầm mắt nhìn tới, kiến trúc rộng lớn tựa như ngọn núi mọc san sát khắp nơi, khí thế hoành tráng. Trên đường lộ rộng rãi hoàn toàn dùng ngọc thạch màu lam nhạt nót thành, dưới ánh trăng chiếu rọi tản phát ra màu sắc lộng lẫy lạ thường, rực rỡ tuyệt vời. Trên đường, người người phục sức đủ màu sắc, nhưng những người này cũng không đặc biệt giống như tưởng tượng của Tần Vũ, cũng không có cánh giống như thiên thần giới, cũng không giống như người ở một số tinh cầu có thân thể to lớn rắn chắc. Hết thảy đều rất bình thường, lại có cảm giác như trở lại nguyên trạng. Thế nhưng Tần Vũ có thể nhận biết được mọi người tại đây khí tức tỏa ra thật không tầm thường. Hơn nữa có vài người sâu sắc cổ xưa ẩn tàng khí tức rất cao thâm, nếu căn cứ vào thực lực mà nói tuyệt đối không thấp hơn Tần Vũ. Nhìn quang cảnh tấp nập trên đường, Tần Vũ không khỏi cảm khái nói: xem ra trong thế giới hỗn độn này quả là tàng long họa hổ. Ân công, người làm sao qua được? Trác Tam Huyền có chút ngạc nhiên hỏi. Tần Vũ thản nhiên mỉm cười nói: à, chẳng qua là dùng chút thủ đoạn mà thôi. Còn nữa, đại thúc, sau này đừng gọi ta là ân công, gọi thẳng tên ta là Tần Vũ là được. Trác Tam Huyền nhíu nhíu mày: như thế nào có thể? Người cứu chúng ta 2 lần tính mạng, nếu gọi người như vậy thật là không có một chút lễ nghĩa gì. Tần Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: đại thúc, đây cũng không phải là vấn đề cấp bậc lễ nghĩa. Chẳng lẽ ngươi tính sau này cả đời đều gọi ta là ân công sao? Trác Tam Huyền nghe nói thế, nhất thời có hơi nghẹn lời, nói không ra lời. Lúc này, Linh Nhi kéo ống tay áo Tần Vũ, khuôn mặt sáng như ánh trăng, thoáng ửng đỏ, ôn nhu nói: Tần Vũ đại ca, nhà của ta cách đây không xa, chúng ta mau đi đi. Tần Vũ cười nói: được, chúng ta cũng nên đi thôi. Lúc này, Lý Bất Phàm bỗng nhiên có chút bất mãn, hừ một tiếng nói: này, gấp cái gì chứ? Chờ chúng ta bán hỗn nguyên rồi trở về cũng không muộn. Nếu không đêm nay những chân chó đó lại đến đòi lộp thần thạch thì sao? Linh Nhi bĩu môi khẽ gật gật đầu. Sau đó Trác Tam Huyền liền mang theo Tần Vũ đi tới khu chợ. Nơi này có thể nói là cực kỳ sầm uất, mà phạm vi chợ so với tân thần giới có khác biệt thật lớn. Chỉ riêng các đồ vật được buôn bán đã vô cùng kỳ lạ, nhiều thứ còn chưa từng nhìn thấy. Nghe Trác Tam Huyền nói, nơi này còn có một cái chợ đêm ẩn giấu, chỉ có thể dùng mật hiệu để tiến hành trao đổi. Bình thường buôn bán đều là linh bảo đẳng cấp cao, cực kỳ hiếm có, nhưng lại rất đắt tiền. Thông thường chỉ có những thương nhân tiền nhiều thế lớn mới có thể xuất hiện ở trong chợ đêm. Lúc này, dọc theo đường đi, Trác Tam Huyền từ đầu đến cuối giữ chặt cái túi chứa hỗn nguyên, sợ bị người ta đánh cắp.
dù sao cái này chính là gắn liền tính mệnh của ba người. Trải qua một phen trò chuyện, Tần Vũ biết chắc Tam Huyền này là một gã thợ săn trong Tả Phong Thành, có vài mánh khóe để săn thú, cho nên thường xuyên đi vào cánh đồng hoang vu ma thú săn bắt hỗn nguyên của ma thú cấp thấp, đổi lấy thần thạch để nuôi sống gia đình tạm qua ngày. Nhưng tuổi ngày càng lớn, tuy có bản lĩnh nhưng cơ thể cũng không còn như thời trai trẻ, vì thế xác suất săn bắt cũng dần dần sút kém, đến nỗi hiện giờ làm không đủ ăn. Mà Linh Nhi kia là nữ nhi của Trác Tam Huyền, lúc trước mẫu thân vừa sinh ra nàng thì cũng đã mất đi, quanh năm suốt tháng cùng phụ thân ở bên ngoài săn thú. Về phần Lý Bất Phàm là đứa nhỏ vào mười mấy năm trước Trác Tam Huyền từ trong cánh đồng hoang vu nhặt được, lúc đó hắn cũng chỉ mới được 5 tuổi, trước ngực đeo một cái ngọc bội, trên mặt khắc một chữ Lý, cho nên mới đặt tên cho hắn là Bất Phàm. Chẳng qua do loạn chiến nổi lên bốn phương, thành chủ Tà Phong Thành dùng võ lực nhằm vào cư dân vơ vét cướp đoạt thần thạch, Trác Tam Huyền thấy trước mắt sắp bị trục xuất, cho nên mới không để ý tới tính mạng đi chọc phải ma thú tam cấp kia, vì thế mà suýt nữa bị mất đi tính mạng. Không lâu sau, bốn người đã tới một gian hàng rất lớn ở phía trước, hai bên cửa tiệm chạm khắc hai con rồng đỏ quấn quanh cột trụ. Dưới cây cột trụ ngồi chồm hổm hai tượng thạch sư uy vũ bất phàm, phía trên cửa treo một tấm bảng hiệu bằng kim thiết tinh chất, mặt trên viết chữ Tiễn Gia Bảo Vật Phường. Tần Vũ thần thức nhạy bén, cách từ xa ở ngoài cửa tiệm đã cảm nhận được trong cửa tiệm này tản phát ra khí tức của thiên tài địa bảo cất giữ trong đó. Trác Tam Huyền sờ sờ hỗn nguyên trong túi, trong lòng vui mừng, còn chưa kịp tiến vào, một thương nhân dáng người mập mạp đã bước nhanh ra, hăng hắc cười nói: "Ồ, Trác Tam gia tới, cách thật xa ta đã nghe được mùi hàng hóa tốt rồi." Lý Bất Phàm lạnh lùng cười: "Đây là đã đương nhiên, cái mũi của Tiễn gia ngài, ngửi cái gì mà không được." Thoạt nhìn, vị thương nhân mập mạp này đúng là khách hàng lớn nhất của Trác Tam Huyền, người ta gọi là Tiễn Bất gia, nhưng phàm là hàng hóa đưa tới, hắn đều phải ép trước một nửa giá. Chẳng qua Trác Tam Huyền đã sớm biết tổng mánh khóe của hắn, đã là khách hàng lâu năm, Tiễn Bất gia đối với hắn cũng sẽ không ép giá quá nhiều. Hắn ngạo nghễ đi về phía Trác Tam Huyền, chăm chú nhìn khỏa hôn nguyên kia, thoáng đánh giá xong ngáp một cái, chậm rãi nói: "Coi như không tệ, lấy giá 300 thần thạch đi." 300? Trác Tam Huyền giật mình, trên khuôn mặt lại lóe ra một tia cười lạnh. "Tiễn Bát gia, ngươi không phải cũng bị loạn chiến này dọa cho ngớ ngẩn rồi chứ? Đây chính là hỗn nguyên của ma thú tam cấp đấy." Lập tức, Trác Tam Huyền khéo léo vận chuyển hỗn độn khí, mặc dù không thành thạo cho lắm, nhưng hỗn nguyên lại rất nhanh vận chuyển lên, hỗn độn khí mênh mông cuồn cuộn không ngừng tuôn tràn ra. Tiễn Bát gia nhướng mày, trong ánh mắt toát ra vẻ tham lam. Nhìn qua, hắn tự hồ thời gian rất lâu rồi không có gặp qua hàng hóa tốt cỡ này. Được rồi, vậy trả cho ngươi 500 thần thạch đi." Nói xong, Tiễn Bất gia tiến lên định thu khỏa hỗn nguyên kia. Trác Tam Huyền cười lạnh một tiếng, xoay người định rời đi. Tiễn Bất gia hai mắt trợn trừng nói: "Ngươi làm cái gì vậy?" Một bên Lý Bất Phàm ngắt lời nói: "Tiễn Bất gia, chúng ta cũng coi như là khách hàng lâu năm của ngươi, ngươi tưởng chúng ta ngu ngốc sao? Mấy thứ này bán ở chỗ khác ít nhất phải có giá hơn 1000 thần thạch." "Ồ, nhưng đây là giá cả của cửa hàng Tiễn gia ta, hơn nữa thứ gì Tiễn Bất gia ta không thu, ta đố xem ai dám thu, người tốt nhất lên thức thời một chút đi." Tiễn Bất gia ngang ngược nói: "Vậy chúng ta không bán." Linh Nhi đứng ở bên Tần Vũ tức giận dậm dậm chân, phải biết rằng trong Tà Phong Thành này quy củ là mỗi người mỗi tháng phải giao nộp 200 thần thạch, mà 500 thần thạch này dùng cho cả ba người cũng không đủ, huống chi khỏa hỗn nguyên này ít nhất có thể bán được 1200 thần thạch, đủ để cho ba người lộp lệ phí 2 tháng. Trên mặt Tiễn Bất gia mập mạp kia giữ tợn rung rung, tựa hồ có chút giận dữ, ngược lại cười nói: "Còn muốn đi, đem hỗn nguyên lưu lại rồi nói sau, lão bất tử ngươi cũng là người sắp vào quan tài rồi, về sau cũng không có hàng hóa gì tốt để cung ứng cho bản lão gia, ta hiện tại sẽ giúp ngươi một tay, ngươi đâu?" Theo một tiếng quát to, mười mấy hắc y nhân từ phía sau cửa tiệm liền vọt ra. Bọn chúng nhìn qua tuy rằng không có cường tráng, nhưng có thể cảm giác được tu vi bên trong của chúng tuyệt đối không thể xem thường. Trác Tam Huyền trên nét mặt già nua, khí tức nghẹn ngào đã biến thành màu tím, cả giận nói: "Đồ khốn, ta hôm nay liều mạng với ngươi." Nói xong liền xông về phía trước, cũng không nghĩ tới Tiễn Bất gia đột nhiên tung ra một chưởng hung hãn, đánh hắn ngã nhào xuống đất. Lực đạo tuy rằng không mạnh,
nhưng Trác Tam Huyền trước đã bị trọng thương, dưới một chưởng tức thì miệng phun trào máu tươi. Phụ thân! Linh Nhi quá sợ hãi, vội vàng giúp hắn thông máu thuận khí. Thế nhưng Lý Bất Phàm một bên sớm đã phẫn nộ thiêu đốt tim gan, thanh kiếm to bản màu đen trong tay đã vung lên cao. Người qua đường bốn phía đã thấy một màn này, nhưng không có một ai xen vào chuyện bất công, đều là vội vã chạy đi. Thoạt nhìn bắt ra tại nơi này thế lực rất lớn. Khi Lý Bất Phàm giơ trường kiếm chuẩn bị chém tới thì một gã hắc y nhân đột nhiên nhảy lên phía trước, tức thời hỗn độn khí chợt lóe lên trong bàn tay, một cột lửa bốc cao tới tận trời hiển hiện. Lý Bất Phàm bị đánh bay ra ngoài, y phục sớm đã bị cháy hết. Tần Vũ thầm kêu bất hảo, những người này hiển nhiên đối với nắm giữ hỗn độn vật chất có kỹ năng rất cao, thực lực tất nhiên không phải thấp. Lập tức tay phải đánh ra một đạo tử khí, đồng thời tay phải cũng xuất ra tử vân kỳ. Tử khí tốc độ cực nhanh đánh lên cổ tay của hắc y nhân. Hắc y nhân kia sắc mặt cũng là đại biến, lùi ra phía sau hai bước. Nhìn kỹ mới phát hiện cổ tay đã bị ăn mòn, phả ra một mùi hôi khó chịu. Nếu hắn đã không chịu bán Tiến Bát Gia, cần gì phải dùng cường nhân làm khó. Tần Vũ đứng trước mặt Bát Gia lạnh lùng nói, nét mặt lạnh như băng, mang theo vẻ phần tức giận. Tiến Bát Gia nhíu mày, Ngươi là ai? Các ngươi nhanh làm thịt xú tiểu tử này cho ta. Hắc y nhân có chút kinh ngạc nhìn Tần Vũ, tức thì từ trong hỗn độn chất diễn hóa ra một sinh mệnh lực lượng rất mạnh, sau một lát đã khôi phục lại cổ tay như ban đầu. Hiển nhiên đối với nắm trong tay hỗn độn, hắn so với Trác Huyền mạnh hơn rất nhiều. Bất quá Tần Vũ cũng không có e ngại bất luận kẻ nào ở đây. Mặc dù đối với điều khiển hỗn độn chất đang ở vào thế hạ phong, thế nhưng lục đạo luân hồi có thể hủy diệt tất cả, lập tức lãnh đạm nói, nếu không muốn chết thì cút ngay. Chiến ý đột nhiên bốc lên, mười mấy hắc y nhân toàn bộ di chuyển, song điều kỳ quái chính là một cỗ hỗn độn khí từ xa tay bọn họ phả ra, tiện đà hóa thành các loại nguyên tố lực lượng. Tiến Bất Gia thấy chẳng diện như vậy, nhất thời đóng cửa chui vào trong, trước lúc đi còn than một tiếng, tránh xa một chút. Chắc chắn là không muốn cửa hàng của hắn bị tổn hao gì. Tần Vũ đối với phương pháp chiến đấu của bọn họ thì cực kỳ nghi hoặc. Đối với năng lực của hắn, tự nhiên có thể sử dụng lục đạo luân hồi tạo ra hỗn độn khí, mà trong đan điền bọn họ hiển nhiên là không có khí tức của lục đạo luân hồi, như thế nào có thể sinh ra hỗn độn vật chất đây? Đang trong suy tư, vài cỗ nguyên tố lực lượng hoàn toàn không giống nhau từ bốn phương tám hướng đánh tới. Đối với trình độ điều khiển hỗn độn của Tần Vũ lúc này, tất nhiên không có biện pháp chuyển hóa và chống đỡ những nguyên tố lực lượng này. Nghĩ vậy, liền tung ra tử vân kỳ lên trời, lá cờ tập trung một lượng lớn mật độ hỗn độn chất đen nhánh, nhất thời khuếch trương che kín cả bầu trời. Vài cỗ nguyên tố lực lượng trong nháy mắt đã bị áp chế. Mười mấy tên hắc y nhân thấy thế tự hồ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, toàn thân đã bị cố định ngay tại chỗ. Cỗ lực lượng áp chế này quá cường đại, khiến cho bọn hắn thậm chí không có khả năng di chuyển. Bất quá Tần Vũ vì muốn che giấu thực lực nên cũng không xuất ra lục đạo luân hồi phá hủy linh hồn bọn họ. Qua một lúc đã thu lại tử vân kỳ, đám hắc y nhân được giải thoát thở phào một hơi, cũng không có ai dám xông lên tấn công Tần Vũ. Thực lực của người trước mắt so với bọn hắn quả thực quá chênh lệch. Tần Vũ, Lăng Trác Huyền và Lý Bất Phàm dậy, hai người đều đã bị thương không nhẹ, phải qua một thời gian dài điều dưỡng mới có thể khôi phục. Ánh mắt Tần Vũ lạnh như băng đảo qua đám hắc y nhân, lạnh lùng nói, nếu còn có lần sau, các ngươi tuyệt đối không có vận khí tốt như vậy đâu. Nói xong cũng không để ý tới bọn hắn thế nào, liền rời đi ngay. Đám hắc y nhân hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự hồ vẫn đang bận tâm về thực lực của Tần Vũ. Lúc này Tiến Bất Gia lật đật đi ra, khuôn mặt mập mạp ẩn chứa vẻ xấu hổ run giọng nói, Người này rốt cục là ai? Các ngươi không bán được hỗn nguyên không có việc gì chứ? Tần Vũ đỡ Trác Huyền hỏi. Trác Huyền khó khăn nuốt nước bọt nói, không việc gì, chỉ là cái tên hỗn đản Tiến Bất Gia kia khinh ta tuổi cao, cư nhiên muốn cướp đi hỗn nguyên của ta. Ân nhân, người lại vừa cứu ta một mạng rồi, thật không biết như thế nào để tạ ơn người đây. Lại nhắc chuyện ân nghĩa rồi, để ta đỡ người về. Trác Huyền ở một nơi vô cùng trống trải, cơ hồ nơi đây chỉ là bên rìa của chủ thành. Gia cảnh mỗi nhà ở đây đều cực kỳ bần hàn, miễn cưỡng có một cửa sống. Bất quá nơi này vẫn nằm trong địa phận chủ thành, cho nên vấn đề an toàn là không phải nghĩ. Cách đó không xa tọa một khối kiến trúc không theo quy luật gì, chính là nhà của Trác Huyền. Nhìn qua mặc dù có chút kỳ quái nhưng lại cực kỳ tự nhiên.
Có điều nơi này không lớn lắm, chỉ có thể cấp cho Tần Vũ một phòng để nghỉ ngơi. Trong nhà còn có một tiểu viện ở giữa toàn cỏ dại. Sau khi trở về, Linh Nhi lập tức mời đại phu đến nhà. Đại phu đối với năng lực điều khiển hỗn độn khiến ngay cả Tần Vũ đều cứng lưỡi. Diễn hóa sinh mệnh nguyên lực cường đại, chỉ trong chốc lát, Trác Huyền và Lý Bất Phàm đã cảm thấy thoải mái, hai người đã có thể tự mình đi lại. Thấy thủ pháp diễn hóa sinh mệnh nguyên lực cùng với phương thức điều khiển hỗn độn chất công kích lúc trước của đám hắc y nhân khiến Tần Vũ rất có hứng thú. Xem ra tất cả đều phải hỏi Trác Huyền mới biết được. Đêm đã xuống, trên những con đường lúc này lại càng náo nhiệt. Nghe Linh Nhi nói cuộc sống ban đêm ở đây càng thú vị. Các cửa hàng không vì đêm dài mà đóng cửa. Cũng bởi vì thế, Lý Bất Phàm mới có thể đêm khuya đem hỗn nguyên đi bán. Bầu trời âm trầm, ánh trăng như ánh bạc mềm mại uốn lượn trên từng đám cỏ trong tiểu viện. Tần Vũ nhìn trăng sáng lên cao, nghĩ thầm rằng nhật nguyệt nhất định là do khai tích giả dùng nguyên lực sáng tạo lên, mà nhật nguyệt khẳng định là không có cách nào xuyên thấu hỗn độn không gian. Tinh vực bị khai tích tồn tại lẻ loi trong nguyên vũ trụ ngàn ngàn năm không bị hủy diệt, khiến Tần Vũ có chút bội phục năng lực của khai tích giả này. Lúc này, một thân ảnh kiều mị xuất hiện bên cạnh Tần Vũ, chính là Trác Linh Nhi. Nàng thấy bộ dáng của Tần Vũ dường như muốn nói điều gì nhưng lại không dám quấy rầy, nhất thời chỉ biết đứng đó mặc thời gian trôi qua. Gần nửa canh giờ trôi qua, Tần Vũ mới hồi tỉnh nghi hoặc nói: "Linh Nhi cô nương, có việc gì thế?" Linh Nhi mỉm cười, nét mặt đột nhiên ngượng ngùng đỏ ửng, thấp giọng nói: "Tần Vũ ca ca, cha bảo ta đến cảm ơn huynh." Tần Vũ nói: "Chuyện này không có gì, hôm nay ta ở lại đây cũng coi như các ngươi hồi báo ta rồi, không phải sao?" Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, cắn cắn môi rồi lại không biết nên nói gì. Tần Vũ nhìn ra được nàng vốn là cô gái cực kỳ chất phác, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì hỏi: "Linh Nhi, cô biết tà thần giới ở nơi nào không?" Linh Nhi này nhìn qua không có tâm cơ gì, Tần Vũ có thể hỏi thẳng. Điều này so với Trác Huyền thì đơn giản hơn rất nhiều. Hơn nữa cũng nghĩ nàng không dễ dàng nghi ngờ hắn. Linh Nhi tự hồ kinh ngạc một chút nói: Ta nghe cha nói tà thần giới là vũ trụ tồn tại trí thượng, nó nắm trong tay tất cả quyền lợi của thương thần tinh hệ chúng ta, Thất Tuyệt tinh hệ cùng với Nguyệt Mang tinh hệ. Truyền thuyết nói phiến tinh hệ chúng ta đang sống chính là do tà thần đại nhân tạo ra." Tần Vũ nhíu mày nghĩ thầm, vị tà thần này cũng chính là cao thủ khai tích không gian trong nguyên thủy vũ trụ kia, có lẽ hắn đã nắm được thiên đạo không chừng. "Vậy Linh Nhi cô nương, ngoại trừ tà thần vũ trụ, chẳng lẽ còn có vũ trụ khác sao?" Linh Nhi gật đầu, đang muốn nói gì đột nhiên một tiếng ho khan vang lên. Trác Huyền tay chống gậy thong thả từ trong phòng đi ra. "Cha, sao cha lại ra ngoài?" Linh Nhi lập tức tiến đến đỡ hắn. Trác Huyền nhìn Linh Nhi trầm giọng nói: "Con về phòng trước đi, ta có một số việc cần nói với ân nhân." Linh Nhi nhíu mày quay sang nhìn Tần Vũ, sau đó đi vào bên trong. "Đại thúc, người cố ý đuổi Linh Nhi đi khỏi, có chuyện gì quan trọng cần nói với ta sao?" Tần Vũ mỉm cười hỏi. Trác Huyền chần chừ một lúc rồi trầm giọng nói: "Ân nhân, kỳ thực ta đã biết." Tần Vũ sắc mặt khẽ biến nói: "Biết cái gì?" Trác Huyền có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói: "Ta mặc dù mắt hơi mờ, nhưng chính là biết ngươi không phải là người của vũ trụ này." Tần Vũ trong lòng cả kinh, không nghĩ tới chuyện cư nhiên sớm đã bị bại lộ mà chính mình lại không hay biết thế này, nghi hoặc nói: "Ngươi như thế nào biết được?" Trác Huyền thở dài từ từ nói: "Ngươi xuất hiện tại chỗ này nhưng không có thông hành, có thể xác định là không phải người của vũ trụ tà thần. Hơn nữa ta còn có cảm giác được trong cơ thể ngươi tồn tại một năng lượng huyền diệu cực kỳ cường đại nữa, so với chúng ta khác rất nhiều." Tần Vũ xấu hổ cười: "Nguyên lai là như thế, với ngươi định thế nào?" Trác Huyền vội vàng nói: "Ân nhân ngàn vạn lần đừng hiểu nhầm, Trác Huyền ta cho dù phấn thân toái cốt cũng sẽ không dùng oán báo ân. Ta muốn ngươi tới nơi này chính là không muốn bọn binh lính phát hiện ra." Tần Vũ nghĩ xem ra Trác Huyền cũng không có ý hại hắn, nên cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn nói: "Đích xác ta không thuộc về nơi này, mà đến từ một nơi có tên là Hồng Mông Vũ Trụ." "Sao có thể? Ngươi không phải người của chiến thần giới sao?" Những lời này khiến cho Trác Huyền rất khiếp sợ, tự hồ ngay từ đầu đã nhận định Tần Vũ là người của chiến thần giới. Tần Vũ lắc lắc đầu: "Ta đến từ một nơi hoàn toàn không thuộc về vũ trụ này, ta đối với hỗn độn vũ trụ này có chút không hiểu rõ." "Nguyên lai là như thế,
vậy ta cũng yên tâm rồi. Sau này ngươi cứ ở chỗ này đi, ta Trác Huyền xin thề tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Tần Vũ nhìn bộ dáng chân chất của Trác Huyền không nhịn được cười. Nhưng chiến thần giới thì Tử Cực Tinh sứ giả lúc trước đã từng nói qua, chuyện này là như thế nào đây, càng khiến cho hắn nghi hoặc thêm. Đại thúc, đối với phiến vũ trụ này ngài hiểu rõ bao nhiêu? Tần Vũ hỏi. Trong lòng Trác Huyền thì Tần Vũ chính là ân nhân cứu mạng của hắn, mà bản thân cũng là người chí tình chí nghĩa, tất nhiên không có gì giấu giếm, thán thanh nói: Ngươi xem ta sống đã gần trăm năm, nhưng kiến thức cũng rất ít. Ta chỉ biết ngoại trừ tà thần vũ trụ ra còn tồn tại chiến thần vũ trụ. Những năm gần đây, từ khi chiến thần giới đã thông giới hạn vũ trụ, không ngừng phát binh công kích, chúng ta gây ra loạn chiến. Nếu không như vậy, bọn ta cũng sẽ không phải ra 200 thần thạch đáng ghê tởm kia. Tần Vũ nói: Nguyên lai là như vậy, chiến tranh cư nhiên đã xuất hiện tại hai vũ trụ, vậy nguyên nhân là gì? Trác Huyền xấu hổ nở nụ cười: Bọn ta địa vị thấp kém như thế nào biết được những chuyện như vậy, có thể bảo trụ được tính mạng đã là tốt lắm rồi. Bất quá nghe nói là chiến thần giới tự hồ muốn lấy một vật trong tà thần giới, đó cũng là nguyên nhân phát động chiến tranh và duy trì mấy trăm năm nay. Chiến thần giới nói vậy cùng với tà thần giới giống nhau, nắm trong tay tất cả quyền lợi của một vũ trụ. Bất quá Tần Vũ đối với tràng loạn chiến tranh này cũng không quá quan tâm, điều làm hắn hứng thú chính là vị tà thần kia. Đại thúc, các người đã từng gặp qua vị tà thần kia chưa? Có biết hắn thế nào không? Trác Huyền nói: Truyền tống điểm của tà thần giới là cấm địa với những người có thân phận thấp kém như bọn ta. Nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả tới gần cũng không thể được. Hơn nữa, hắn tuyệt đối sẽ không tới nơi này đâu. Vậy ta như thế nào có thể gặp qua hắn đây? Bất quá mọi người ở đây đều biết tà thần chỉ là danh hào mà thôi. Tên thật của hắn là Tử Sắc Thương Long, có điều ngàn vạn lần không nên gọi ra tên thật của hắn. Xem bộ dáng khẩn trương của Trác Huyền, Tần Vũ mới biết được người trong tà thần vũ trụ đều coi Tử Sắc Thương Long là một vị chân thần, một nhân vật mà không thể xúc phạm cũng như không thể có tà niệm tồn tại, cũng giống như phàm nhân thờ Phật vậy. Sau đó Tần Vũ cũng biết được tà thần vũ trụ này phân ra làm tam đại tinh hệ gồm mấy trăm tinh cầu, mỗi nơi đều có một loại truyền tống trận. Đương nhiên muốn vào đó phải qua kiểm tra thông hành, cũng chỉ có loại truyền tống trận này mới có thể tự do di chuyển trong tam đại tinh hệ. Nghe Trác Huyền kể lại, mấy trăm năm trước chiến thần giới vì muốn lấy ở tà thần giới một vật cho nên đã giận dữ sử dụng thủ pháp khai tích hỗn độn, phá vỡ giới hạn không gian vũ trụ, hình thành một truyền tống trận. Có lẽ năng lực như vậy tại Hồng Mông vũ trụ cũng không quá khó khăn, nhưng tại Nguyên Thủy vũ trụ này cơ hồ không có khả năng. Lý do có thể giải thích ở đây chính là trong chiến thần giới đã có người linh ngộ được pháp tắc ở vô hạn vũ trụ, cho nên mới có thể phá vỡ tất cả quy định nguyên thủy. Trác Huyền tất nhiên không có nghĩ nhiều như Tần Vũ, chỉ là bất đắc dĩ thở dài nói: Không biết cái thân già này có thể sống bao lâu nữa. Bất phàm đứa nhỏ này, nói thế nào nó cũng không được học theo thủ nghệ của ta. Lại còn nữ nhi của ta nữa, thật không biết bọn họ sau này nên làm gì đây. Tần Vũ nói: Chuyện gì đến sẽ khắc đến, đại thúc cũng không cần quá quan tâm. Bất quá nếu ta không thuộc thế giới này, ngươi không sợ ta có mưu đồ gì sao? Trác Huyền như nhíu mày dứt khoát nói: Ân nhân đã cứu mạng ta nhiều lần, cho dù là muốn tính mạng này của Trác Huyền ta cũng không do dự đâu. Tần Vũ cười nói: Đại thúc yên tâm đi, ta không có mưu đồ gì cả, chỉ là tới nơi này tìm một vật mà thôi. Vật gì? À, một loại hư vô mờ mịt dù lại có thể nắm trong tay tất cả gì đó. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, đối với tu vi của hắn bây giờ không thể hiểu được sự tồn tại của pháp tắc nguyên thủy vũ trụ này, càng không thể đoán ra có hay không thiên đạo chính là pháp tắc thần bí kia. Bất quá sau khi tới thế giới này, năng lực dự cảm dự chi của Tần Vũ đã hoàn toàn biến mất. Hắn rốt cục đã không còn cảm giác được phát sinh mệnh ký, hình như khi bước vào nguyên thủy vũ trụ tất cả đã nằm trong tay của thiên. Trác Huyền cười nghi hoặc nói: Thực lực của ân nhân bọn ta đã không thể nhìn thấu, cái ngươi cần tìm nhất định là một loại cảnh giới cấp cao rồi. Đôi mắt Tần Vũ sáng ngời, tự hồ nghĩ tới điều gì đó vội hỏi: Đại thúc, ta muốn biết hỗn nguyên là sao? Trác Huyền trầm tư một lát rồi nói: Cái ngươi nói là hỗn nguyên của tam cấp ma thú không tầm thường. Hỗn độn cầu bé bằng nắm tay kia chính là sản sinh ra cơ thể ma thú, chính là bổn nguyên của hỗn độn lực, mất nó ma thú cũng không tồn tại. Ta thấy đại thúc cũng đã tu luyện hỗn độn khí,
nhưng so với lực lượng trong cơ thể ta lại hoàn toàn bất đồng, rốt cuộc là sao? Đây cũng là vấn đề Tần Vũ đang nghi hoặc. Có thể tự phát sinh hỗn độn khí, vậy nguồn gốc từ cái gì? Trác Huyền gật đầu nhẹ nói, đây là khi tà thần sáng tạo ra vũ trụ không gian, ẩn chứa hỗn độn vật chất cực kỳ huyền diệu, mà khi sinh ra trong huyết mạch thân thể đã có một loại năng lượng đặc thù, có thể không ngừng hấp thu hỗn độn vật chất trong hư không. Hơn nữa, từng chút một còn hấp thu tinh thuần nhất hỗn độn chân nguyên. Theo năm tháng tích lũy, hỗn độn chân nguyên càng tụ càng nhiều, tiện đà hình thành hỗn nguyên trong cơ thể. Hỗn nguyên đó trong cơ thể có thể thả ra hỗn độn khí, cũng là năng lực linh ngộ và hình thành các loại lực lượng. Tần Vũ lúc này mới giật mình hiểu ra, cả kinh nói, nguyên lai là như thế, khó trách khắc kỳ nhân có thể phóng ra hỗn độn khí. Nguyên lai trong đan điền cũng có hỗn nguyên, bất quá hỗn nguyên này so với lục đạo luân hồi của ta cũng có vài phần tương tự, tuy không có khả năng luân hồi nhưng lại đồng dạng có thể sinh ra hỗn độn khí. Trác Huyền tiếp tục nói, ma thú và người đều sinh ra hỗn nguyên, chỉ là phương pháp không giống mà thôi. Một hỗn nguyên hình thành cũng chính là hỗn độn chân nguyên đã dung nhập vào trong huyết mạch cốt nhục bên trong. Bất quá để có được hỗn độn chân nguyên lại cực kỳ khó khăn. Một lượng hỗn độn vật chất nhiều như núi cũng chỉ có thể luyện ra một lượng hỗn độn chân nguyên bé bằng nắm tay. Huống hồ trong không gian bị khai tích này, hỗn độn khí đã ít lại càng ít. Cho nên một số tu luyện giả sẽ thông qua pháp quyết đặc thù tìm càng nhiều hỗn độn vật chất càng tốt, còn phần lớn là giết ma thú lấy hỗn nguyên để đề cao thực lực của bản thân. Dựa theo Tần Vũ giải thích thì không gian bị khai tích này vốn tồn tại hỗn độn vật chất giống như thiên địa linh khí, trải qua không ngừng hấp thu trong cơ thể hình thành hỗn nguyên, sau đó lại qua diễn hóa hỗn độn mà sinh ra các loại nguyên tố lực lượng. Nhưng mỗi người đối với lĩnh ngộ các loại nguyên tố có khác biệt, cho nên hình thành phương pháp chuyên tu và đa tu, mà các nguyên tố lại khắc chế lẫn nhau, cho nên trong chuyên tu cũng hình thành một loại phương pháp chiến đấu đặc thù. Người lĩnh ngộ tu luyện theo phương pháp quần thể được gọi là tu huyền giả. Thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, sơn, trạch, đây là Tần Vũ từ trong hỗn độn chất mà lĩnh ngộ được 8 loại nguyên tố lực lượng. Mà Trác Huyền lại chỉ ra rằng ngoại trừ đứng đầu là thiên, ngoài ra còn có 6 nguyên tố lực lượng, còn một loại cuối cùng là sinh mệnh lực lượng. Tần Vũ cho rằng sinh mệnh nguyên lực này nên là nguyên tố địa, thế nhưng có vẻ không đúng lắm. Cũng chính là hiện nay chưa lĩnh ngộ hết thiên, địa, hai loại lực lượng thần bí này, cho nên cũng không thể đưa ra kết luận quá sớm. Bất quá Trác Huyền ở bên rìa chủ thành, cuộc sống bần hàn như vậy, chính là không có cách nào tới một môn phái tu luyện. Tất cả chỉ là tự bản thân hiểu được, hiển nhiên là hiệu quả kém hơn rất nhiều. 50 năm qua đi, khả năng diễn hóa lực lượng cũng có hạn. Lý Bất Phàm tuổi còn trẻ, mặc dù đang lĩnh ngộ hỏa lực lượng, nhưng về mặt diễn hóa lực lượng so với hắn thì mạnh hơn rất nhiều. Nghe nói tại Tà Phong Thành này, môn phái lớn nhất chính là ở phía đông Nam Thành, Ly Hỏa Huyền Môn. Đây là môn phái chuyên tu luyện hỏa nguyên tố. Nghe đồn môn chủ nơi đó có thể trong nháy mắt đưa hỗn độn vật chất trong vòng trăm dặm diễn hóa thành hỏa diễm, có thể thiêu trụi nửa chủ thành. Bất quá trong tam đại tinh hệ còn có rất nhiều cao thủ giống như Tần Vũ, nắm giữ rất nhiều nguyên tố lực lượng, nhưng năng lực diễn hóa so với Tần Vũ mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Tần Vũ sau khi nghe giảng giải mới xem như đại khái hiểu được ảnh hưởng của hỗn độn đối với toàn vũ trụ, phát hiện niệm trù vật chất và lĩnh ngộ của chính mình cũng bất quá là vỏ ngoài mà thôi, không nhịn được thở dài một hơi nói, xem ra điều huyền diệu trong nó so với sự tưởng tượng của ta càng thâm ảo, không biết tiểu quân bọn họ đã xuất quan chưa? Trác Huyền trầm tư một lát lại nói, ân nhân, người không nên ra khỏi đây, bởi vì loạn chiến mà thủ vệ bên trong thành cực kỳ nghiêm ngặt, cần cái gì cứ để ta và Bất Phàm đi là được. Tần Vũ gật gật đầu nói, cũng tốt, cứ đợi qua mấy ngày đã. Kỳ thực ân nhân đã cứu mạng ba người bọn ta vài lần, thật sự cảm kích, không biết như thế nào có thể báo đáp ngươi cho tốt đây. Trác Huyền gắt gao nắm lấy tay Tần Vũ, trong ánh mắt toát ra vẻ vô cùng cảm kích. Ta đã nói rồi, điều này ngàn vạn lần không nên nhắc tới nữa. Trác Huyền đột nhiên con mắt sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hưng phấn nói, không biết ân nhân đã có thê tử chưa? Nếu chưa có, lão xin làm mối gả Linh Nhi cho ngài. Nhà đầu kia nhìn qua mặc dù vô dụng nhưng cũng có vài phần tư sắc, người xem thế nào? Tần Vũ xấu hổ cười,
Đại thúc à, điều này càng không thể rồi. Ta có chút chuyện, ngài cũng nghỉ ngơi đi. Nói xong vội vã đi về phòng. Trác Huyền nghi hoặc gãi gãi đầu nói, chẳng lẽ hắn không hài lòng với Linh Nhi sao? Tức thì cũng quay đầu bước đi. Mà lúc này thân ảnh Lý Bất Phàm xuất hiện tại một góc tiểu viện. Chẳng biết hắn đã ở đây bao lâu, nhưng thần sắc lạnh như băng, trong ánh mắt toát lên vẻ phẫn hận. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.